Cũng trong sáng nay, Đại học Đông Á tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học mới 2021-2022 theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của hơn 3.000 sinh viên đại diện cho sinh viên toàn trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Dù không trực tiếp tham dự lễ khai giảng năm học mới và lễ tri ân thầy cô, nhưng các tân sinh viên vẫn dành sự hào hức và hứng khởi chào đón năm học mới. Tại buổi lễ, nhà trường vinh danh và trao học bổng cho các tân sinh viên đã có những thành tích xuất sắc. Tổng trị giá học bổng tài năng và khuyến học được trao dịp này lên đến hơn 12 tỷ đồng. Ngay trong lễ tri ân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hôm nay, cán bộ nhân viên nhà trường cũng dành tặng 36 triệu đồng để chia sẻ với bà con, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nối tiếp chương trình hành động vì cộng đồng của trường trong thời gian qua. Dịp này, trang thông tin chương trình hành động vì cộng đồng Đông Á cũng chính thức ra mắt nhằm ghi lại những hành trình trao yêu thương, nhận giá trị, góp phần chia sẻ trách nhiệm với xã hội, lan tỏa những giá trị nhân đạo trong thầy và trò nhà trường.